bây giờ đặt lại cái trường hợp khác. I ask my wife. Bây giờ nói là thí dụ như ông chồng, ông hỏi bà vợ. I ask my wife. Thì bây giờ ông này ông kể lại là ông hỏi. Ông kể lại chứ không phải tôi kể lại. Ông kể lại với người bạn khác là tôi đã hỏi vợ tôi. Okay, good. You're good. My wife is she. Enjoy. So you're good. Chị did là mình thấy là dục đi rồi ha. Chị did do. Rồi cái này bỏ đi, cái này cũng bỏ đi luôn, phải không? Bây giờ chữ nào? Chữ này chúng ta đọc ra sao? Wife. Chữ này enjoyed. Enjoyed. Tiếng Việt là gì? Dịch cái chữ enjoy này coi. Thưởng thức ha. Enjoy là hưởng. Thưởng thức, hưởng thụ, thích thú, thưởng thức, hưởng thụ. Chữ này chỉ có live ở bên Mỹ rồi, bây giờ qua là ai cũng biết cái chữ enjoy hết, phải không? Enjoy life là sao? Hưởng thụ cuộc sống. Cái gì? Hưởng nhàn. Hưởng cái gì mà chúng ta nhận vào đó là enjoy. Diễn tả nó có chữ gì? Nó có chữ, nó phải là vui nó mới là enjoy. Có chữ joy ở trong đó hả? Chứ không, khi mà hai cái ngược nghĩa nói tôi enjoy đau khổ, được không? Có cái thú đau thương đó. Phải không? Có thú đau thương phải không? I enjoy gì? Suffering. Có ai vậy không? Có Xuân vậy phải không? Yes. Có không? No. Vậy là bị bệnh đó. Bị bệnh tâm thần phải không? No. Tại vì nó có chữ joy đây, mà cái chữ suffering đây là trái nghĩa với joy rồi, thì là cái này nó là không có được. Ok, enjoy. Chúng ta enjoy được gì? Động từ này dùng với gì được? Life. Enjoy life. Enjoy. Enjoy food. Enjoy eating. Enjoy eating. Enjoy traveling. Enjoy swimming. Enjoy a movie. Enjoy, you know, music. Company. What else? What about sex? Không ai dám nói hết à? Nobody dares to say that word. Okay, you can enjoy sex because là bởi vì trời sanh mình ra có đủ hết tất cả những cái đó hả? Mình nói là mình không enjoy là mình nói láo. You lie, không? Okay, there's nothing bad about it. Okay, câu số 5. Can I go to a party on Friday? Dad, his asked his daughter.
And she asked his daughter, go. Trong câu chuyện ta hay đặt cái chữ này vậy, hay là his daughter asked him. Nhưng mà trong câu chuyện kể ra hồi viết văn á, asked his daughter có nghĩa là con gái đã hỏi ha. Ok, thì chúng ta đổi lại một người khác, người nào can đảm thôi. Dạ thưa ba. Ok. Yeah. Ask his daughter. Thì là his daughter. Rồi. Ask him. Okay, you go ask his daughter. Rồi. Ask. His daughter asked him if she can go to a party on Friday. Wow. Chúng ta phải đổi lại, là tại vì bây giờ nó mình kể lại rồi ha, thì nó phải đổi. Còn cái này nó nói nguyên direct question thì mình phải thuật lại như vậy. His daughter asked him if she could go to a party on Friday. Your new girlfriend, Uncle Frank asked Richard. Ông cậu Frank ha, ông chú Frank hỏi thằng Richard là cái cô bạn gái của con đó, nó cô số 6. Okay. Are you sorry of what you did? The mother asked the boy. Người mẹ hỏi thằng con trai là con có hối hận về cái gì con đã làm hay không? Thì giờ đổi lại sao? You got the picture. You nói ra coi. The mother asked him. Ask the boy. Okay, the. The boy. The mother asked the boy. Ask the boy. Her boy asked the boy if he can. No. He is. Sorry for what he did. If he was. He was. Sorry. We were sorry.
for what he did. Nhưng mà tới đây là mình chúng ta thấy được cái cách thực lại rồi ha. All right. How old is your girlfriend? Uncle Frank asked Richard. Ông Uncle Frank này, ông thấy Richard nó giật giật về, nó 30 tuổi rồi, nó chắc vậy, cô này nhỏ xíu. Ông sợ phải không? Ông sợ bị đi kiện. Girlfriend của mày là bao nhiêu tuổi phải không? Có đúng tuổi 18 tuổi chưa? Ở bên Mỹ này á là người thành niên mà đi chơi với trai thành niên hay là gái thành niên mà đi chơi với người khác phái mà bị thành niên có thể bị kiện. Thành ra phải coi chừng. Nó kiện là dụ dỗ người vị thành niên. Cái tội đó nó có thể cha mẹ nó có thể làm khó mình được. Cẩn thận ha. Con cái của mình nên cẩn thận. Thằng nhỏ có khi nó mới có 21 tuổi mà nó đi chơi với đứa nhỏ 17 tuổi thì cũng bên Việt Nam mình nó cũng ok phải không? Nhưng mà bên Mỹ này mà nếu mà nó muốn bắt lỗi á, nếu mà có chuyện gì á là nó nói là thằng này thành niên mà con nhỏ đó là vị thành niên mà kiểu con đó lớn sầm sầm hơn 17 tuổi. Thấy không? Ok. Bây giờ câu này đổi lại sao? Uncle Frank. À, mình bỏ subject trước phải không? Giống như cái lượt đó là Uncle Frank là subject. Rồi, verb là asked. Rồi tới subject là thằng Richard. How old? Oh. Is your new friend? How old is? His girlfriend. Was. Thấy không? Tại là quá khứ. Cái này phải là was. Có hiểu hỏi không? Không. Okay. Yeah. Is the food good? The host asked the guests. Host là gì? Ông chủ. Host là người chủ nhà đó, cái người mà mời đó. Chủ mời chứ không phải là chủ là sếp ha. Chúng ta học cái chữ đó, host. Ví dụ như ai mà mời là người host.